Chị đi học đại học, các bạn của chị chắc buồn lắm. Nhưng người khiến chị lo lắng nhất là má chị. Từ nay, những bữa cơm nhà má sẽ ăn một mình, cũng không có ai để má tâm sự mỗi tối nữa. Chắc má sẽ nhớ chị lắm. À, nhưng mà chưa chắc. Tính ra thì chị báo quá báo, nhưng có thể má sẽ cảm thấy bớt gánh nặng thì sao? Bữa giờ chắc là các em cũng thấy sương sương, tụi chị báo rồi đúng không? Nhưng đấy là ở trong nhà, còn ra ngoài đường thì thực ra là chị cũng không báo. Chẳng qua là chuyện xui rủi đâu ai muốn. Ngoài má chị ra thì cũng có một số người khá là mệt mỏi, giống như cô giáo của chị chẳng hạn. Alo. Alo, má của cậu ở nhà không? Có, sao vậy? Cô giáo của cậu đang qua đó. Tôi rồi. Ok. Em chào cô. Hôm nay cô lại tới nhà em có việc gì không cô? Thì tất nhiên là phải có việc cô mới tới nhà em rồi. Hôm nay má em có ở nhà không? À, má của em không có ở nhà. Hay là cô về đi. Lần nào cô tới em cũng nói là má em không có ở nhà. Cô không tin đâu nha. Thì người ta có câu mà hữu duyên thì năng tương ngộ, mà vô duyên thì bất tương phùng đó cô. Thôi thôi em đừng có lý do. Hôm nay cô sẽ vô nhà em ngồi chờ má em về mới thôi. À, nhưng mà cô, cô, má em đi lâu lắm. Cô chờ được, hôm nay cô trống tiếc. Cô, của em đâu có má ở nhà đâu. Em đâu có nói dối cô. Không sao, cô có thể ngồi ở đây chờ cho đến khi má em về mới thôi. Em cứ làm công việc của mình đi. Dạ, dạ cô ngồi đi, em đi dọn dẹp nhà cửa, không má phải má la em. Tốt. Cô đừng cho chân lên ghế nha con, dơ ghế nha cô. Coi cô có đói không cô? Hay là không ấy á, thì cô ngồi đợi má em nha cô. Chứ cơm hôm nay em nấu hơi ít, cô mà ăn là má em nhịn luôn á. Cơm nấu ngon ghê á, tươi rất là tươi. Đúng là cơm xịn. Xem thử thịt gà đây. Ngon ghê, cơm nhận mày sao thấm là thấm. Miếng thịt đậm đà vừa ăn. Giờ mà có cơm ăn với thịt gà ngon lắm rồi. Nhân tiện thì cô ngồi đây coi nhà giúp em luôn nha. Để em còn đi tắm nữa, nóng quá. Còn có một cái tư như đồ hơi như đá. Cô ơi,
Ôi da, sao kỳ vậy ta? Thơ ơi, Thơ. Cô gọi con có việc gì không cô? Nhà vệ sinh nhà mình ở đâu vậy em? À, nhà vệ sinh hả cô? Nó ở trong phòng. Nhưng mà nó bị nghẹt cống rồi. Ôi, cứu tôi Tài ơi, chết tôi Tài ơi. Sao vậy cô? Cô sao vậy? Cô về. Ôi sao cô về, cô ngồi đợi má em đi cô. Đừng. Thôi cô ngồi đợi má em đi cô. Dạ, cô đau quá. Cô về. Ở đây. Cô nhớ mua thuốc uống nha cô. Chào cô đến có việc gì thế ạ? À? Dạ chào chị. Bữa khác em nói nha chị, bữa khác em quay lại em nói nha, giờ em gấp quá. Cô có việc gấp ạ? Em đau bụng quá. Ồ, cô... dạ. Sắp về liền à? Dạ em chào chị. Chào cô. Em chào cô. Cô đến làm gì đấy? À cô đến nhà mình đi ké nhà vệ sinh á mà má. Ồ, vừa đi ké xong bây giờ về đi nữa à? Dạ. Cô rảnh thật đi. Nhưng mà má qua nhà cắt vi có biết gì không má? Alo. Alo, má của cậu ở nhà không? Có, sao vậy? Cô giáo của cậu đang qua đó. Alo, cắt vi à, em cứu chị với. Em nói với mẹ em á, là má chị đang có chuyện buồn cần có người tâm sự nha. Ok. Má ơi, mẹ Cát Vy đang có chuyện buồn, cần có người tâm sự đó má. Chắc là má qua bên đấy xem mẹ Cát Vy có chuyện gì đấy. Ừ, tí nữa má qua. Má qua giờ luôn đi á, người ta đang buồn mà. Ngay bây giờ á? Dạ. Ở đâu có việc gì đâu, toàn là chuyện đầu làng cuối xóm mà hai mẹ con nhà ấy nhiều chuyện thật đấy. Nói suốt mấy tiếng đồng hồ mà không hết. Má mà ngồi nữa là nói tới mai luôn ý. Mẹ con nhà bà Tám mà má, con mình đi vào đi má. Đi chơi xíu rồi về đi học con nhá. Ba, con nhớ rồi. Má cứ yên tâm. Cát về tối ngày đến muộn luôn á. Chắc lại lo đi nhiều chuyện nữa chứ gì. Mọi người, có thằng đó, có chuyện không? Chuyện lớn thì mà chuyện lớn, em lại dựng chuyện thì có. Đúng, có chuyện lớn thiệt. Con cứ bí mật tụi mình bị chiếm đóng rồi. Trời ơi, ai mà thèm chiếm lấy cái nhà hoang của tụi mình chứ. Để bữa giờ có ai thèm lấy đâu. Mới lập có 3 bữa thì bị chiếm. Xàm. Đúng, chán ghê. Sao mà tình em hết chợ. Ơ, chị tin em nè. Tin lắm luôn á. Tin khủng khiếp luôn á. Tin như chưa bao giờ được tin luôn á. Tin em bịa chuyện. Không tình em thôi, đi theo em. Ok. Chơi bầu cua đó. Vậy là đang chơi bài bạc á hả? Bố không ăn bắt đi. Thôi từ từ, vô xem tình hình đã. Rồi lấy tiền lên lắc nè. Lắc đây. Cua. Rồi đặt đi. Đặt nhiều là trúng nhiều, đặt ít là trúng ít. Không là không trúng. Ba con cua, trai bảo luôn. Đồ quá động. Trời, sao chị may mắn vậy? Rồi trúng tiền rồi lấy cái tay lên. Cá. Ba con cá luôn. Trời yeah. Ơi. Ghê vậy. Mày hiểu vậy? Hay vậy. Gà. Ba con gà. Trời ơi. Nhỏ này ai mà nãy giờ nói con nào cũng trúng hết trơn vậy ta? Sao con đoán hay vậy? Sao con không chơi đi? Con làm gì có tiền mà chơi. Chú cho con tiền nè. Chú cho con tiền á? Ừ, con chơi thử đi. Con chơi đi. Cá. Ôi,
Tụi con nhỏ này đặt nãy giờ con gì cũng trúng hết, không có chặt con nào hết trơn. Thôi thôi, tới giờ học rồi, đi về học đi. Đặt vô. Đang còn chơi đang ăn gì? Thì nốt ván này nhanh lên còn về. Lẹ đi, đặt lẹ đi. Chú lắc cho chú. Trời ơi, đặt lẹ đi. Chơi đi. Đặt lẹ đi con bây giờ. Không, đặt lại đi. Cô ơi, hai con nai, con gà, gái bảo luôn. Thôi đi về. Người á, tự nhiên là mình phân tâm mới thua á. Có phải tiền của cậu đâu. Thôi đi nhanh 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 nhanh. Về nè. Đi. Ủa, má đi đâu mà không có tắt máy tính luôn ta? Má ơi, má ơi. Bực bội ghê á. Đáng ra lúc nãy mình ăn được quá trời tiền rồi. Ủa? Sao tiền của má lại để hớ hay như thế này nhỉ? Chỉ là mượn tạm của má thôi. Chút xíu thắng thì mình sẽ trả má sau. Rồi lấy cái đó thôi. Bông. Hai con cua con tôm. Đánh bài là hết đuổi cổ khỏi nhà luôn. Alo, chú công an phường ạ. Thơ ơi! Thơ ơi! Quái lạ! Có khi nào đi trước không ta? Dạ, cháu chào bác ạ! Bảo đến làm gì đấy? Cháu đến rủ Thơ đi học. Đi học à? Đúng rồi, thôi cháu đi học trước đi nhá. Bác phải lên đồn công an ngay bây giờ. Sao lại lên đồn công an hả bác? Ôi dồi ôi, nó đánh bài đánh bạc gì đấy rồi bị công an bắt. Bây giờ bác phải lên, bác bảo lãnh nó về. Sợ khổ lắm cơ, đi học trước đi. Báo ơi là báo. Má ơi, con biết lỗi rồi. Con hứa lần sau sẽ không bao giờ chơi bài bạc nữa đâu. Má tha cho con đi mà. Nhớ về sớm ăn cơm con nhá. Dạ, con chạy u một phát rồi về liền. Chị Thương muộn mình cho tất cả Kem. Hôm nay chị sẽ giới thiệu với Kem một món ăn vừa quen vừa lạ, và đó chính là mì cay tơ. Bình thường thì chị cũng đã giới thiệu với Kem mì cay Hàn Quốc rồi đúng không ạ? Trong video này, loại mì cay này đặc biệt hơn bởi vì có cái gì mắc cười đâu không biết. Nhưng chị, cậu không biết chị này á hả? Chị này nổi tiếng ở trên YouTube lắm đó. Mày lấy nút kim cương luôn á. Nút kim cương là gì? Trời, chị này lúa ghê luôn á. Tức là người ta đạt được mua chị người đăng ký rồi đó. Tức là chị này nổi tiếng lắm luôn á. Có cái gì mà nổi tiếng vậy bác? Cậu xem đi thì biết. Trời ơi, cái mặt thì xấu, cái giọng thì thê thế, cái mỏ thì vô duyên, nhìn mình thấy mỏ hỗn rồi. Vậy mà cũng nổi tiếng cho được. Cái gì vậy chị? Chị đang ganh tị với người ta hả? Nghĩ sao mà chị thèm ganh tị với người ta? Chị cũng có tài năng chứ bộ. Nếu như á mà chị làm YouTube thì nghĩ rằng có khi chị còn nổi tiếng hơn người ta. Ngon thì đi làm cho người ta đi. Làm thì làm, sợ gì? Mấy đứa có muốn nổi tiếng cùng với chị không? Dạ có. Cái này có vị của mì và cay. Cay lắm. Cay. Cay. What the hell? Cay quá. Vẫn cay.
Ủa chị, mình được mấy lượt xem rồi? 10. Cái gì? 10 hay 10 ngàn? 10. Có 10 lượt xem thôi à? Ít như vậy. Từ từ chứ. Có 9 lượt không thích. Ê, nhưng mà có bình luận kìa. Chưa có anh đó. Quá trời bình luận luôn nè. Coi coi nữa anh ta. 4 đứa dở hơi. Mấy đứa này vô tri quá. Nên nghỉ nghề làm YouTube đi. Lỡ giờ tụi mình diễn hay vậy mà. Vạn sự thì khởi đầu nan, mà gian nan thì không được nản nha. Vẫn còn 1 lượt thích mà, chỉ có 9 lượt không thích thôi. Đừng thích đâu cô chị. Ủa vậy hả? 1 lượt không thích thì còn bỏ qua được, chứ 9 lượt không thích thì phải xem lại mình đi. Hay là mình nghĩ được không? Chứ để người ta chửi hòa nhục quá. Ủa cái gì vậy? Sao mà tự dưng mình phải nghĩ? Chị á, trước giờ là cái gì chị cũng biết, chỉ có mỗi không biết nhục. Nên là mình phải cố gắng thay đổi nội dung, sáng tạo làm sao cho nhiều người coi chứ. Mình là nhà sáng tạo mà, đúng không? Tớ lại có cách. Có chuyện hết sếp. Đã rõ thôi sếp. Mọi người theo tôi. Xin lỗi đã làm phiền đến chú. Tôi xin hứa với chú là từ giày sắp tới tôi sẽ dạy dỗ nó cẩn thận. Nhưng mà chú ơi, con có điều muốn hỏi. Con cứ hỏi đi. Con thấy á, người ta đóng phim cũng có những cảnh bắt cóc khủng bố thì không sao. Vậy tại sao con quay cảnh đó thì con lại bị bắt lên phường? Cái đó là trên phim. Trên phim á thì người ta làm, người ta đóng phim, người ta có xin phép. Còn cái này á, ở ngoài đời là con đang dựng chuyện, con làm cho hoang mang dư luận, con hiểu chưa? Vậy là lần sau con xin phép là được đúng không chú? Này, không có lần sau nhá. Tôi xin hứa với chú, nếu mà có lần sau. Không có nếu như có lần sau nữa nha chị. Mà lỡ như có lần sau á, tôi mời chị với cháu lên phường làm việc luôn. Ở nhà thì báo cha báo mẹ, ra đường thì báo công an luôn rồi. Con với trẻ cái chỉ là đóng kịch thôi mà má. Hello mọi người. Ui, nặng quá. Ủa sao hôm nay cậu mang nhiều chuyện đến thế? À, tớ phải cố đọc hết cái chỗ này để chiều nay còn đem đi quyên góp chương trình ở những tấm lòng vàng của trường mình còn gì nữa. À sao anh đó? Mấy cái này chỉ làm mấy anh chị lớp lớn thôi, chứ tụi mình là chưa cần quyên góp đâu. Đúng rồi. Ở trên lớp chị phát động chương trình những tấm lòng vàng. Ai có gì thì tặng nấy, quần áo cũ, đồ chơi cũ hay là ve chai cũng được, để góp cho các bạn ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn đó. Ủa, mà anh Bảo ơi, nói chuyện này anh chưa đọc hết mà, từ giờ tới chiều sao đọc hết được? Thì cố hết thôi.
Anh bảo góp chuyện, vậy chị định góp gì vậy? Chị định góp quần áo cũ. Ồ, chị cũng có quần áo cũ nè. Chứ bình thường chị có quần áo cũ là chị cho em mà. Ờ ha. Vậy thì chắc là chị sẽ góp quần áo mới thôi. Ai lại đi góp quần áo mới? Hay là chiều nay bọn mình đi nhặt ve chai đi. Ờ, ý hay đó. Trời ơi, có được 3 chai luôn hả? Các bạn đang làm cái gì vậy? Ủa Dung, à mình đang đi nhặt ve chai để đóng góp cho chương trình Những Tấm Lòng Vàng mà cô giáo lớp mình phát động đó. Cái gì? Những tấm lòng vàng mà đi nhặt ve chai hả? Những tấm lòng ve chai thì có. Nè, cho các cậu để đi đóng góp những tấm lòng ve chai nè. Ra trẻ quá. Thôi, bỏ đi. Trời ơi, bỏ đi. Thôi, người ta đi rồi, tha cho người ta đi. Buông tay ra để mình nhặt cái chai. Thường em ở nhà là trồng cái cây thần kỳ lắm luôn á. Chờ tới cái mùa rau quả nhà đó ra được trái táo nè, trái mận, trái đá lồng. Mà cái cây đó là cây xoài mới hay. Thế là mình đỡ phải trồng nhiều đấy không? Thần kỳ. Mà hôm bữa đi ngang có ra trái sầu riêng luôn. Mà hôm bữa nhỏ kia đi ngang quá rớt trái sầu riêng dưới đó. Mọi người Trời. Mọi người Nhìn đi. Giấy khen đó. Bởi vì chị đã có những đóng góp tích cực cho chương trình Những Tấm Lòng Vàng nên là được tặng một cái giấy khen to ơi là to. Thì là má chị tự hào cho chị lắm luôn á. Tất nhiên, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời chị nhận được giấy khen và chị phải chạy về khoe má ngay mới được. Lần đầu tiên em biết đóng góp ve chai mà cũng được giấy khen thì chắc sáng nay chị làm nhiều lắm. Có đâu, đống ve chai vẫn còn đang ở căn cứ kia kìa. Ủa, vậy chị Thơ quyên góp cái gì? À thì... Ủa, má, con chào chú không em? Ừ, chú chào con. Con có làm gì sai đâu mà sao tự nhiên hôm nay chú lại tới đây? Con không làm gì sai hết, thôi vào đây ngồi đi. Nhà mình mất trộm. Mất trộm? Ừ. Mất cái gì hả má? Quần áo, sách vở, đồ chơi của con có còn không hả má? Ôi dồi ôi, mấy cái thứ đấy thì con chỉ có để linh tinh thôi chứ ai mà vào đấy mà lấy làm gì? Hên ghê. Thế mất cái gì má? Má mất bộ nữ trang ấy. Bộ nữ trang? Ừ. À, có phải là cái bộ nữ trang vàng có cái viên đá màu xanh xanh không hả má? Ừ đúng rồi. Thế con cất à? Không. Cất đâu? Không, con có cất đâu. Để đâu? Con đem lên trên trường tặng ở trên trường rồi. Trường con đang phát động chương trình Những Tấm Lòng Vàng. Thế là con thấy cái bộ đó đẹp quá. Thế là con đem lên tặng để làm quyên góp để tặng cho người ta mà. Sau đó con được nhận giấy khen nữa này má. Tên của con này Nguyễn Thị Hồng Thơ. Lần đầu tiên con được nhận giấy khen luôn đó má này. Chúc con được giấy khen đó chúc. Ôi giời ơi. Con mày trả cái. À chị ơi, bớt hốt hoảng là gì nha. À, lần sau á mình phải tìm hiểu cho nó kỹ càng. Vâng. Khi nào mình biết chắc nó mất rồi hãng báo công an nha chị. Vâng. Tôi xin lỗi chú. Ừ, thôi. Tôi xin lỗi chú. Thôi vậy bé chị đưa về. Vâng, chào chú. Chú về. Chào chú. Mất nguyên buổi sáng. Cái này treo ở đâu đây má? Con được giấy khen mà má cũng phản con nữa. Nó không hiểu con gì hết. Nhớ về sớm ăn cơm con nha. Dạ, má cứ tin là con. Sao em bảo tới trễ dữ ta? Vậy anh bảo ở đâu vậy? Sao mà chị biết được? Chắc là có đồ ăn xong rồi lẹt ăn ở đâu đó ăn hết rồi mới vô. Làm gì có. Mọi người toàn nghĩ xấu cho tôi không à? Gì vậy? Đồ ăn chứ cái gì? Hả? Wow.
ăn thật nè. Xuê anh, em tát chị một cái được không? Đau, đau thật mẹ ơi. Mẹ là sự thật hả? Đồ ăn thật hả? Khoan chị, nó vội mừng. Em nghĩ nó có độc á. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Bình thường mà ta. Có thôi đi được không? Làm quá nó ố dề đấy. Chỗ này ấy, tớ đã mua bằng cái tiền mà hôm trước tụi mình đi nhặt ve chai được á. Ủa? Bán ve chai mà được nhiều tiền như luôn anh Bảo? Ừ, nếu mà tụi mình chịu khó ấy, thì ngày nào cũng sẽ có đồ ăn ngon để ăn như thế này này. Tính ra là bữa giờ mình đến đây chỉ có đọc truyện này, ngồi chơi này, tám chuyện với nhau, chẳng chịu làm gì. Từ giờ, mình sẽ đi nhặt ve chai để góp tiền quỹ cho nhóm. Ok? Ok, ok, okay. Ăn đã. Dạo gần đây cái nghề nhặt ve chai là một nghề hot hay sao á? Mà ai ai cũng đổ xô đi nhặt ve chai. Ngoài đường không còn cái lon nào hết. Hay là tụi mình bỏ nghề đi. Mới vừa khởi nghiệp, vợ phá sản là sao trời? Anh lại có cách. Tính tiền đi. Dạ. Có gì không tụi con? Dạ không. Dạ con ăn không cô mời? Dạ không. Cô mời thiệt đó. Dạ không. Nếu tụi con ngại thì cô mời con uống nước. Dạ không. Tiền đi. Dạ. Về con. Chén của anh. Dạ quên ạ. Ok này không lấy được hả? Dạ dao mà. Cũng được khá khá rồi nè. Nè mọi người, công nhận cái chiêu mà vô quán xong rồi lượm ve chai của anh Bảo hay thiệt luôn á. Vừa mát mẻ vừa lịch sự, đỡ hơn đi ngoài đường nắng nóng chết. Ừ, thấy cách của anh Bảo cũng hay thiệt. Nhưng mà vô mỗi quán á chỉ lượm được có vài ba ly hay là vài ba chai thôi à. Thấy cũng không nhiều lắm. Mọi người có biết cái chỗ nào mà hiệu quả không? Tất nhiên là có chứ. Nhưng mà mấy đứa phải chịu khó thức khuya một chút. Như vậy cũng được. Nhưng mà đi ra đến đó rồi á thì phải làm nhanh, gọn lẹ, tránh làm phiền người ta nha. Dạ. Dạ. Đi. Trời ơi, anh đã nói anh về mà em cứ gọi hoài vậy. Trời ơi, cả một kho báo chờ tụi mình luôn. Giỏi quá Bảo ơi. Tất nhiên. Nhưng mà nhớ châm ngôn của nhóm mình. Nhanh, gọn, lẹ, đặc biệt, không làm phiền ai. Ok. Em ơi, toilet ở đâu vậy? À, người ta đi vệ sinh kìa. Khoan, bình tĩnh, nhớ không được làm phiền ai. Đi thẳng rẽ trái anh ơi. Nói thật chứ cứ gặp chú suốt như thế này tôi chán lắm cơ. Ủa chị nói gì chị? Ủa chị chán cái gì? À không, thật xin lỗi, tôi nhầm. Tôi ý tôi là tôi gặp chú suốt như thế này tôi ngại lắm. Tôi nói thiệt với chị á, tôi gặp con gái chị riết tôi cũng ngại dữ lắm. Con chỉ là đi nhặt ve chai thôi mà. Nhặt ve chai? Tôi nói cho chị biết, tụi nó đó đi vô mấy cái quán để lượm ve chai, xong rồi canh người ta đi vệ sinh, bay vô hốt lon rồi hốt luôn cái điện thoại của người ta. Hả? Con tưởng người ta không có dùng chứ bộ. Con hay tưởng quá. Đó, người ta đưa tụi nhỏ lên đồn công an. Cũng may á là trên đó quen mặt tụi nó hết, mới cho tụi nó tại ngoại. Chứ không á là bây giờ đưa tụi nhỏ vô trường giáo dưỡng rồi. Rồi ạ, cái đó người ta gọi là ăn cắp đấy. Thôi được rồi, tôi giao cho chị quản lý dạy cháu. Tôi xin phép tôi về. Vâng, thôi cảm ơn chú nhé. À mà quên nữa, hồi nãy tôi thấy nó giục cái vỏ mít ngoài sân nè. Ôi dồi. Nè, nhưng mà không sao, tôi có vũ khí khác lợi hại hơn. Cái gì thế?
nhớ về sớm ăn cơm con nhá. Dạ, con biết rồi, con đi 5 phút thôi. Con chào chú. Chú làm gì ở đây vậy chú? À con ơi, con cho chú hỏi con biết nhà cô Hòa ở đâu không? Hòa nào rồi chú? À, cái đơn hàng này có họ tên với địa chỉ nhà cô Hòa nè, con xem chút chú với. À, con này con biết. Đường thì cũng khá là đơn giản thôi. Bây giờ á, chú đi thẳng ra đầu kia, chú nhìn thấy cái ngã tư, chú rẽ bên tay trái. Sau đó, chú lại đi tiếp tục thấy cái ngã ba đầu tiên, chú rẽ bên tay phải. Chú băng qua cái đường xoay, chú băng qua một cây cầu. Tới đó, chú hỏi tiếp, nhà cô ở ngay sau lưng chú á. Trời ơi, sao con nói lòng vòng khó hiểu thế? Con chỉ lại từ đầu cho chú đi, chứ không nhớ gì hết á. Thôi mệt mỏi quá, để con đi luôn cho. Con ơi, con nói qua đó không được mà. Con nhảy qua mương mà chú. Con đi nè chú. Ủa, lúc nãy con đi đường này, sao giờ lại đi đường này? À, lúc nãy con nhảy qua mương bị té, là con sợ quá, con đi đường này cho đỡ té. Đây, tiền của chú. À, chú cảm ơn con, chú cho con 5.000 đi uống nước nhé. Trời ơi, con giúp chú thôi, tiền đâu có quan trọng gì đâu. Lần sau á, mà có đơn hàng chú cứ gọi con nha. À, con ơi, hôm nay á con giao hàng cho khách mà nhớ nói người ta là kiểm tra hàng trước khi nhận nhé. Dạ. À, con nhớ rồi. Ở đây có thêm mấy món này nữa, con giao luôn cho chú. Dạ. Đó. Nhớ nha. Dạ. Nhớ nói người ta kiểm tra trước. Dạ. Cô Lan ơi, cô Lan, cô xuống lấy dung dịch vệ sinh phụ nữ này, cô Lan ơi, con tới giao hàng. Cái gì đấy ta? À, cảm ơn con nha. Nè, chú thưởng cho con nè. À, con cảm ơn chú. Nay được nhiều thế. À, hôm nay con giỏi lắm nên là chú cho con thêm nè. Nè, cầm đi uống nước nha. Dạ, con cảm ơn chú. À, mà nhớ nè, sau này á nếu như mà có đơn hàng quần áo á, con nhớ cho khách thử đồ xong con chụp lại. Tại vì nếu không á, lỡ có cái chuyện gì xảy ra phiền toái lắm. Khách than phiền chú mệt lắm nha. Dạ. Nhớ nha. Con nhớ rồi. Rồi, chú đi nha. Dạ. Chú cứ tin ở con. Ok con. Hàng đưa tiền cho con bốm gì nữa. Con còn lạ gì những người như cô. Cô nhận hàng rồi cô đem vào bên trong cô thử, không ưng rồi cô trả lại. Khách nào mà bom hàng, con lạ gì những người như cô. Bây giờ cô phải thử ngay tại đây cho con, sau đó con chụp lại rồi cô đi đâu thì đi. Thôi cô nhận hàng rồi cô không có thử đâu. Không thử gì mà không thử, con cần cô thử, cô hiểu không? Giờ cô phải thử cho con. Nhưng con không cần thử. Con cần cô thử. Có chuyện gì vậy? Thôi kệ mà, không cần thử rồi. Giúp mình thử đồ cho con. Không được, cô phải cô không thử. Cô không thể nào bao hàng được. Như vậy là đây đây đây, để cô ra luôn này. Thôi má mới đi làm về. Ô chào chú. Chào chị. Thế hôm nay lại có chuyện gì để lại phải mời chú đến à? Bây giờ tôi không trả lời chị được. Tôi đang rất giận. Chị hỏi gái chị đi. Thế có chuyện gì? Chuyện là sau giờ học á, con muốn đi làm thêm để kiếm tiền phụ má. Xong rồi con đi làm giao hàng. Sau khi giao đến cho người ta, con kêu người ta là thử đồ, kiểm tra hàng. Thế là con giúp người ta thử. Xong rồi con bị bắt. Ồ, thế nó chỉ giúp người ta thử đồ thôi mà. Cái vấn đề là nó giao cái quần lót lọt khe. Ôi. Rồi nó bắt người ta thử cái quần lót lọt khe. Nhưng mà cũng phải thử mà chú. Để xem người ta có mặc thoải mái hay không, có vừa hay không, có muốn đổi trả hàng hay không chứ chú.
Nhưng mà con hiểu là giữa ban ngày ban mặt, con bắt người ta thử cái quần lót lọt khe, còn người ta không thử, nó đè người ta ra, nó bắt người ta thử cho bằng được. Rồi đó, người ta giao lên đồn luôn. Như chị đó, như chị nè, chị dám thử không? Có thử không? Ôi, má lạy con luôn đấy thờ. Tao lạy mày đấy. Khiếp quá đi mất thôi. Tôi nói thiệt với chị nha, làm như cuộc đời tôi sinh ra làm công an á là để phục vụ gia đình chị đó. Suốt ngày giải quyết cái chuyện trong gia đình chị không. Quá đi mất thôi. Má đi ra ngoài rồi, mình sẽ tranh thủ đi chơi một lát và về trước khi má về. Mọi người, mọi người, có chuyện, có chuyện. Cái gì á? Lúc nãy á, khi mà đi ở ngoài đường, mình nhặt được cái bao lì xì này, bên trong có tiền. Ôi, cho em. Nhiều tiền vậy? 5 triệu lận đó. Cho em một tờ. Không, tôi nghĩ là mình nên giao nộp cái số tiền này cho các chú công an để trả lại cho người mất. Nhưng mà biết ai mất mà trả lại? Thì mình phải đi điều tra chứ thì sao? Điều tra cái gì? Công nhận là khó thật. Bởi vì nếu mà đồ vật mất thì còn dễ trả lại, chứ tiền thì tờ nào chả giống nhau. Chị Ly, chị Yến phải làm sao chị? Chị nghĩ là để đề phòng kẻ gian nhận vơ số tiền này là của người ta, mình nên đem nó đi xài đi. Không được, làm như thế là không tốt. Đúng, bằng mọi giá mình phải tìm cách trả cho người đã mất. Chính xác. Chị, hồi nãy á, có người nào nói là nhất định phải trả tiền lại cho người bị mất. Làm vậy á là không có tốt đâu. Vậy mà lúc đi mua, cái này, cái kia, trời, vừa lừa luôn. Thì lỡ đi mua rồi thì mua cho đáng nhá. Đúng rồi, cũng đâu có muốn vậy đâu. Mình lỡ thôi. À chị, mình còn nhiêu tiền nhá? Còn 2 triệu. Ê, hay là mình đi mua thêm đi. Không, tiền đó mình sẽ đem về đưa cho má mình để báo hiếu. Đây là lần đầu tiên mình kiếm được tiền mà. Má, con có chuyện này vui lắm, để kể cho má nghe. Chả có gì vui cả. Vui thật mà, chuyện này vui. Đi vào đi thay đồ rồi dọn cơm ăn cơm đi. Nhưng mà con có cái chuyện này con muốn kể cho má nghe. Nó không vui. Sao con mà kể gì lúc khác kể, bực mình. Đang buồn đây. Thế má có chuyện gì buồn vậy? Thôi kệ tôi. Khỏi lắm chứ. Đi vào đi. Bực mình. Tự nhiên bực. Lắm chuyện. À, chào chị. Sao rồi chú? Bây giờ làm sao? Chị cứ bình tĩnh. Tôi vừa mới trích xuất camera. Thì có thấy gì không? Tôi phát hiện ra điều này. Chị cứ coi đi. Đây cho tôi xem. Tôi thấy quen lắm. Ô, cái người này trông quen lắm này. Tôi cũng thấy quen lắm. Hình như ở trong xóm mình nha. Nhìn hoài mà nhìn không ra chị. Chắc cỡ này chắc rồi. Để tôi gọi con Thơ xem nào. Thơ à? Dạ, có con. Ra đây má nhờ này. Dạ. Con xem có thấy người này quen không? Má thấy quen lắm, giống như kiểu ở xóm mình ấy mà. Ô, má. Con này con. Ờ. Con đó. Tôi con. Này. Tôi đúng rồi chị, cái quần caro. Đúng rồi. Đúng rồi. Con gái của chị. Mà sao chú quay con vậy? Trời ơi chị ơi, thiệt là may quá đúng không chị? Ôi giời ơi. Chuyện là vậy nè, sáng nay má con đi trên đường á, đánh rơi tiền. Với chú là một người có trách nhiệm. Chú phải trích xuất camera khu phố thì mới phát hiện người lượm được tiền của má con lại chính là con. Má đánh rơi mà con nhặt được. Ôi giời, may quá là đúng may không? Chú ạ. Vâng. Quá trời may mắn. Đúng là trái đất tròn luôn, con duyên ghê luôn. Mà tôi cũng giận chị lắm. Sao thế ạ? Cái lúc mà chị rớt tiền á, chị khẳng định là tôi đi ngang qua. Ồ, chú đi ngang thật mà. Thì đúng là tôi đi ngang qua nhưng tôi nhìn thẳng mà, tôi đâu nhìn xuống dưới đâu. Chú đi ngang thì tôi phải nghi chú chứ. Chị hơi bị thẳng thắn đó. Con em bỏ qua cái chuyện này đi, cái chuyện không quan trọng. Rốt cuộc lại là chú công an thì không lập được công, mà con thì lại lập được công. Thôi bây giờ như thế này, thế má làm rơi mà con nhặt được đúng không? Thế mình khỏi truy cứu nữa nha. Bây giờ tiền đâu đưa cho má? Đây tiền của con. Con gái má giỏi thì đưa tiền đây. Má đánh rơi 5 triệu. Thế bây giờ... Sao gì chị?
Sao con có 2 chĩa thế? À, dạ đúng rồi. Con là con đã nhặt được 5 triệu. Nhưng mà con đã mua rất là nhiều đồ ăn cho bạn bè con. Mua ăn no nê các thứ. Mà chỉ hết có 3 triệu thôi. Hên mà vẫn còn 2 triệu. Lúc nãy bạn con rủ con đi mua đồ ăn thêm. Nhưng mà con không có mua. Tại vì con no quá rồi. Không thì cũng chẳng cần cái gì nữa đó. À chị à, theo như luật á, nếu như mình lượm được của rơi mà không trả lại cho người bị đánh rơi thì mình có thể truy cứu trách nhiệm hình sự. Chị muốn sao? Tôi xử luôn. Cảm ơn chú. Việc này tôi tự xử. Thế nhưng mọi người em tới rồi. Ở kia đi. Chỗ tôi. Lúc nào cũng đi tám chuyện xong tới trễ hết á. Trễ 5 phút mà căng quá à. Thầy, chị Thợ, em có quà cho chị nè. Sao tự nhiên cho chị á? Thì em được điểm 10, về thưởng cho em. Mà cái điểm 10 này là nhờ công chị không á. Chị đến đợi cho em trúng phốc luôn. Thế là em đã phải học nhiều. À đúng rồi, bữa trước chị Thơ cũng đến đúng đề cho em á. Mà có cái tại em không chịu học nên là em bị chật. Chị Thơ hên lắm, lúc nào cũng đoán trúng tủ thôi. Ủa mà chị có bí quyết gì không? Sao đoán hay quá vậy? Chị có giác quan thứ 6 á. Người ta gọi là thần giao cách biệt. Chị, lúc mà cả lớp nghe được điểm 10 hả? Là bạn nào cũng sốn vô hỏi em hết trơn. Thầy đề lần này khó quá trời khó mà em lại được điểm 10 nữa. Xong cái em nói tụi nó là chị bày cho em. Trời đứa nào cũng hỏi đề chị. Cũng được. Nhưng mà chị phải lấy phí á. Hả? Bạn em nó cũng muốn nữa chị. Vậy mà em kêu tụi nó tới nha. Đưa hết tới đây. Chị lấy phí là được. Rồi, ra đâu đứng đi. Mời người tiếp theo. Bạn kia, còn đứng đó làm gì, không mau lại đây ngồi. Dạ. Lừng á, lừng rồi. Rồi, chuẩn bị nghe tôi gọi tới số qua thì người đó vô nha. Bạn ơi, mình số 7 nè bạn. Số 7 sao nãy giờ không vô đi? Nãy giờ mình đi vệ sinh đó bạn. Trời ơi, bạn biết cái số 7 của bạn tôi kêu nãy giờ mấy lần rồi không? Giờ người ta chuẩn bị qua tới số 9 luôn rồi đó. Bây giờ mình phải làm gì vậy? Nào đó đứng xếp hàng là lấy số từ đầu chứ sao? Con vậy thôi cũng xong nữa. Mốt đi thi á, khỏi làm bài đi vệ sinh. Số 9 vô kìa. Rồi, họ bật tên. Dạ, Lê Bảo Ly. Ngày tháng năm sinh. 3 đệ, 60 nha. Rồi. Ngọc Anh, sinh ngày 9 tháng 6, học lớp 42. Đúng nhận sai cấm cãi. Ủa mà sao chị biết? Ở đây không có chị em, chỉ có thầy mà thôi. Dạ. Muốn xem môn gì? Môn toán, môn tiếng Việt với lại môn đạo đức. Bộ qua tranh này ra, thầy thấy toán trang số 7, tiếng Việt số 9, đạo đức số 11. Ủa chị? Ủa thầy, sao thầy xem cho bạn cùng lớp của con đáp án khác con quá vậy? Thầy nói mà cứ cãi nhem nhẹm, cãi thầy núi đề. Trong lớp thì có nhiều mã đề, mỗi mã đề thì phải khác nhau chứ. Mà thầy đã nói rồi thế, đúng nhận, sai cấm cãi. Thôi, em thấy nhiều người chờ ở ngoài không? Mất thời gian quá à, đưa có 60 rồi mà, nhiều quá. Đây. Công nhận là nhờ mấy cái quả chanh này thôi mà tụi mình sắp phát tài đến nơi rồi. Cái gì? Nhờ mấy quả chanh thì mà mấy quả chanh? Nhờ là nhờ cái công sức, trí tuệ, sự thông minh nhạy bén của mình đây này. Trời ơi, nếu vậy thì chị cũng đừng có gạt hết bao công sức tụi em bỏ ra chứ. Nếu như mà không có sự hợp tác, hỗ trợ của tụi em chị làm được chắc. Đúng rồi, bạn quê hồi nãy đến tìm chị cũng đông lắm luôn á. Thì là quả chung tất cả tụi mình được chưa? Yeah. Yeah.
chuyện là như vậy đó chị. Ủa cô, sao tự nhiên hôm nay cô lại tới nhà em? Mấy nay em đâu có làm gì nên tội đâu cô. Thôi. Hả? Thế tại làm sao con lại gửi cho các em cái bài giải đề thi? À không, cái đó là con đoán đề thi cho các em. Thì đoán là được rồi, thế tại sao lại phải đưa cho chúng nó để chúng nó lười ỉ không học bài nữa? À, thì má hay bảo với con là phải biết giúp đỡ các em nhỏ thế. Ừ thì giúp, nhưng mà thế tại sao lại lấy tiền của chúng nó? Cái đó thì người ta lại gọi là thuận mua vừa bán. Chứ có phải là con ạ. Ôi, ôi,